Xin được hoan nghênh và đồng nhiệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý nhà đầu tư đã có mặt trong sự kiện rất đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay. Sự kiện tổng quan thị trường bất động sản quý 3 năm 2024 với chủ đề Luật mới chưa thông, kinh tế chưa khởi sắc, thị trường sẽ đi về đâu trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và tới tham dự với sự kiện đặc biệt của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình xin được hoan nghênh giới thiệu sự hiện diện của đơn vị tổ chức chương trình công ty cổ phần Rickman Academy. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản xin được giới thiệu sự hiện diện của chuyên gia Rick Nguyễn, nhà sáng lập và điều hành học viện Rick Nguyễn Academy và công ty cổ phần đầu tư Rick Invest chuyên gia bất động sản hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam của Thông vị. Một vị khách mời đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay, xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay để cùng chào đón giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, người đặt nền móng cho việc xây dựng luật đất đai năm 2003. Và có lẽ rằng uh, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tất cả những quý nhà đầu tư đang có mặt tại sự kiện ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, đến với nội dung đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, thì uh, diễn giả Rick Nguyễn ngay sau đây sẽ làm rõ và phân tích bức tranh toàn cảnh về kinh tế vĩ mô, thị trường bất động sản tại Việt Nam trong quý 3 năm 2024 để giúp các nhà đầu tư có một cái nhìn rõ nét nhất. Nhưng mà trước tiên gặp gỡ diễn giả Rick Nguyễn thì, thì mình xin để trân trọng kính mời tất cả quý vị hãy tập trung sự chú ý của mình lên phía màn hình chính của chúng tôi để cùng đón xem một thước phim ngay sau đây. Xin mời năm 2024 đã đi hết 3 phần tư con đường. Kinh tế thế giới năm 2024 đi ngang, dự báo phục hồi nhẹ trong năm 2025. Trong khi kinh tế Việt Nam dự báo năm 2024-2025 đang tốt hơn năm 2023, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gây gắt hơn, xung đột quân sự tiếp tục leo thang giữa Nga-Ukraine tiếp tục, đặc biệt hơn ở các nước Trung Đông giữa Israel với các lực lượng trong trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn ngày càng dữ dội, gây ảnh hưởng lớn tới ổn định kinh tế, chính trị. Tuy nhiên, dù bối cảnh chính trị, xã hội nhiều biến động, kinh tế thế giới vẫn đang dần ổn định. Thương mại hàng hóa toàn cầu cải thiện dần trong nửa cuối năm 2024. Chỉ số thương mại hàng hóa tháng 9 năm 2024 đạt 103 và có xu hướng tăng trong quý 3 2024. Lạm phát toàn cầu trung bình được dự báo giảm xuống từ mức 4% năm 2023 còn 2,8% vào cuối năm 2024 và xuống 2,4% vào năm 2025. Nhiều tổ chức quốc tế nhận định rằng điều kiện tài chính toàn cầu vẫn còn hạn chế nhưng đang tiếp tục nới lỏng và lãi suất chính sách sẽ tiếp tục giảm nhanh hơn dự kiến. Trong nửa đầu năm 2024, số lượng ngân hàng trung ương hạ lãi suất nhiều hơn so với tăng lãi suất. Ngày 18 tháng 9 năm 2024, Fed đã quyết định hạ lãi suất 0,5% sau 4 năm đưa lãi suất quỹ liên bang xuống mức 4,75% đến 5%. Sự kiện này sẽ có ảnh hưởng vượt ra ngoài nước Mỹ, tác động đến kinh tế, tài chính toàn cầu. Dù chịu tác động của nền kinh tế toàn cầu, nhưng các tổ chức quốc tế đều nhận định tăng trưởng của Việt Nam năm 2024 cao hơn năm 2023 đạt từ 6 đến 6,1%, mặc dù phải chịu những ảnh hưởng rất nặng nề của siêu bản gia ghi. GDP quý 3 năm 2024 vẫn tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, với tốc độ tăng mạnh trong quý 3 2024. Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2024 cán mốc 6,82%, mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý 3 năm 2024 tăng 3,48% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2024, CPI tăng 3,88% so với cùng kỳ năm 2023, làm phát cơ bản tăng 2,69%. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 3 năm 2024 ước đạt 966,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước 9 tháng năm 2024 tăng 7,1%. Vốn khu vực nhà nước tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 15,1% của cùng kỳ năm 2023. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,78 tỷ USD tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 108,6 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 99,74 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại xuất siêu 20,79 tỷ USD. Tính chung 9 tháng năm 2024, cả nước có hơn 183.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. 163,8 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm quý 3 năm 2024 ước tính là 51,6 triệu người và tăng 244,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2024 là 2,24%, giảm 0,06 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024 ước đạt 1.448,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,1% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế tổng chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024 ước đạt 1.256,3 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân quý 3 năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 30,9%. Bình quân 9 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 26,27%. Tương ứng quý 3 năm 2024, giá vàng SGC niêm yết ở mức 82,75 triệu đồng một lượng mua vào và 83,45 triệu đồng một lượng bán ra. Bình quân quý 3 năm 2024, chỉ số đô la Mỹ tăng 5,12% bình quân 9 tháng năm 2024, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 5,46%, hiện đang ở mức 24.153 đồng cuối quý 3. Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 9%, trong khi cùng thời điểm này năm ngoái, tăng trưởng mới chỉ là 6,24%. Ước tính từ đầu năm đến gần cuối quý 3 năm 2024, dư nợ toàn nền kinh tế đã tăng thêm 1,16 triệu tỷ đồng. Tính riêng quý 3, dư nợ đã tăng thêm gần 330.000 tỷ đồng hay 2,43%. Trong quý 3, lãi suất cho vay đã giảm hơn 1% so với cuối năm 2023. Về tín dụng chính sách xã hội, tính đến ngày 30 tháng 9, tổng số vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 90.233 tỷ đồng. Mức vốn hóa thị trường chứng khoán đến ngày 17 tháng 9 năm 2024 đạt 6 904.700 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cuối năm 2023. Tính đến cuối tháng 9 năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đón nhận 8,86 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán. Trong 9 tháng đầu năm, chính phủ đã chủ động linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, kết hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách khác, phù hợp với diễn biến của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng. Ở chính sách tài khoá, chính phủ có thêm dư địa để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phê duyệt các dự án trọng điểm mới mà không quá lo ngại lạm phát sẽ trở lại. Trong tình hình lãi suất toàn cầu giảm, lãi suất tại Việt Nam duy trì ở mức thấp, tỷ giá dịu dần, những cơ hội nào đang chờ đợi nhà đầu tư bất động sản? Những yếu tố nào sẽ góp phần giúp thị trường bất động sản đảo chiều trong giai đoạn cuối năm 2024? Để lắng nghe chi tiết phân tích các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng tới kết quả lợi nhuận của các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những dự báo dành cho nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực bất động sản sắp tới sẽ ra sao? Mời quý vị theo dõi phần chia sẻ nhận định của chúng tôi ngay sau đây. Vâng thưa quý vị, à, vừa rồi quý vị vừa được à, đón xem một đoạn phóng sự về tổng quan bức tranh kinh tế vĩ mô toàn cầu và Việt Nam trong quý 3 năm 2024. Vậy dưới góc nhìn của một chuyên gia thì sẽ có những phân tích, sẽ có những nhận định như thế nào thì ngay sau đây. Thì mình xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón lên sân khấu ngay lúc này. Người sẽ đưa cho quý vị rất nhiều những thông tin bổ ích ngay sau đây. Và thêm mình xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón diễn giả. <laughs> À, vâng lời đầu tiên uh, cho Rich Nguyễn xin gửi lời chào tất cả quý vị đã có mặt trong chương trình chúng ta ngày hôm nay đó. và xin chào quý vị và thưa quý vị thì uh, như chúng ta nắm thì nó sẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần và bản thân tôi sẽ phụ trách phần đầu giúp cho quý vị nhìn được cái bức tranh tổng quan về kinh tế vĩ mô cũng như là đưa ra được một số những cái uh, nhận định góc nhìn về thị trường bất động sản và phần 2 thì uh, chúng ta sẽ có cái phần uh, tôi sẽ có cái phần mà đặt câu hỏi cũng như là tương tác cùng với lại chỗ bác Võ để giúp quý vị có thêm nhiều những cái góc nhìn đi sâu hơn nữa vào trong thị trường và phần 3 thì quý vị có thể đặt các câu hỏi trực tiếp cho tôi hoặc là bác Võ thì cả hai thì quý vị nếu như có những câu hỏi thì quý vị cũng chuẩn bị thôi ạ và thưa quý vị thì trước khi đi sâu đi nhìn này chúng ta hãy cùng nhìn một chút về cái bối cảnh kinh tế thế giới đúng không ạ rõ ràng là chúng ta thấy cái cạnh tranh về chiến lược giữa các nước lớn ấy, ngày càng gay gắt trong đấy ta thấy cái câu chuyện giữa mỹ eu cấm vận lên nga hay là giữa mỹ ở uh, áp đặt lên trung quốc thì cái câu chuyện cạnh tranh này không chỉ ở cái thời của donald trump và đặc biệt gần đây khi mà chiến sự giữa ukraine và nga diễn ra thì cái áp đặt lên nước nga thì hiện nay là rất là lớn và chúng ta thấy rằng là Uh, bản thân Trung Quốc hay nga có một cái khối có lập ra một cái khối riêng là khối BRICS nhưng vừa rồi thì ta cũng thấy là ngay cả trong mà BRICS nó cũng có những cái lục đục nội bộ và bắt buộc vẫn phải sử dụng đồng đồ là chứ cũng mà đã lập ra một cái khối tiền tệ riêng định sử dụng là cái đồng nhân dân tệ là đồng chung nhưng cuối cùng lại vẫn phải chia tay nhau để mà sử dụng đồng đồ là tiệm thì đấy là một cái điều ta không thể phủ nhận được cái quyền lực của Mỹ và cái đồng đồ rất là lớn ngoài ra nữa thì uh, ta thấy cái xung đột uh, leo thang thì uh, ở nếu như ở cái giai đoạn trước thì người ta chú ý rất nhiều giữa đến uh, nga và ukraine thì câu chuyện gần đây là giữa israel và những cái nước dạ, láng giềng trong đấy có hamas hoặc lebanon và ta thấy là tên lửa bắn suốt ngày như kiểu sao băng ấy bắn suốt ngày luôn và người ta ước tính thì đến hiện nay thì đâu đó nó bắn nguyên mà từ Israel họ bắn đi cũng khoảng đâu đó cũng phải uh, con số tôi nhớ mang máng là khoảng ít nhất là khoảng vài nghìn quả các anh chị ạ bắn liên tục suốt ngày và đánh nhau như thế nó gây ra cái sự ảnh hưởng đến một cái nền kinh tế rất là lớn đúng không ạ vâng đó và cạnh tranh ngày càng gay gắt rồi thì những cái điều kiện tài chính vẫn còn hạn chế nhưng mà về kinh tế nói chung thì đang bắt đầu được nới lỏng đó lạm phát toàn cầu thì tiếp tục bắt đầu có những cái tín hiệu giảm xuống nhưng mà chưa được nhiều lắm đúng không ạ đó rồi thì áp lực ở thị trường lao động một phần áp lực về thị trường lao động cũng giảm một phần đúng không? nó mới chỉ giảm được một phần thôi đó và nó có ba cái nhân tố rủi ro mà tác động lên kinh tế thế giới thì đầu tiên là từ cái việc mà rủi ro lạm phát tăng đúng không ạ Cái rủi ro thứ hai nữa là cái lãi suất lãi suất sẽ ạ? vẫn thường nó sẽ vẫn giữ ở cái mức cao hiện nay ta thấy Fed có giảm vừa rồi vào khoảng 0,5% nhưng mà cái mức lãi suất nó vẫn dao động từ khoảng 4,75 đến 5% cơ chứ thực ra nó nó cũng chưa rẻ gọi là đang rất cao thì bớt đi một tí thôi chứ còn nhìn chung về mặt lãi suất là vẫn là cao đúng ạ và, và ngoài ra nữa một cái rủi ro ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung đấy là cái thay đổi về chính sách kinh tế đó vâng, nào, thế thì vâng, một số những cái tăng trưởng kinh tế của một số những quốc gia thì theo như đánh giá của IMF hoặc là OECD thì họ đánh giá rằng là chúng ta thấy có cái cột màu xanh là cột của 2023 và cột màu hồng là của 2024 thì ngay cả những nước đứng đầu như Mỹ thì dự kiến năm nay về GDP nó sẽ khả năng là nó sẽ còn thấp hơn năm ngoái nó chỉ vào khoảng 2.4 thôi đúng không ạ hay là eu vậy eu các anh chị thấy các uh, tổ chức họ dự báo không ạ đâu đó nó còn chỉ được có 0,5 cho đến 0,7% thôi thì đấy là dấu hiệu kinh tế vẫn đang yếu hay là khỏe lên rồi vâng nó vẫn đang rất là trì trệ đó hay là trung quốc vậy Chúng ta thấy rằng Trung Quốc thì ảnh hưởng đến thế giới rất là nhiều Trong đó có Việt Nam Mà đâu đó dự kiến của các tổ chức thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng từ 4.8 đến 5% thôi Đúng không ạ? Trung Quốc của những cái thời kỳ huy hoàng nó phải là 10%, 11%, thậm chí là 12% Những cái anh chị để ý gần đây thì kinh tế Trung Quốc giảm tốc rất là rất là mạnh từ thời Covid đến giờ Và hiện nay kể cả trong cái lĩnh vực về bất động sản trong cái lĩnh vực bất động sản thì những cái câu chuyện như Evergrande đổ vỡ như cái giai đoạn vừa rồi nó cũng tạo ra một cái hệ lụy và với ba lan danh đỏ của Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình áp khoảng cách đây khoảng đâu đó khoảng 2 năm thì bây giờ lại bắt đầu phải nới lỏng nới lỏng ra bởi vì 35% GDP của Trung Quốc là phụ thuộc vào bất động sản đúng cái thời gặp Covid lại siết thêm ba lan danh đỏ nữa thì một phần ba GDP là bắt đầu bị gãy bị gãy đúng không ạ nhé đó. Và như tôi vừa nói thì Fed đã hạ lãi suất vào khoảng 0,5% rồi. Đúng không? Sau khi giữ ở cái mức cao như vậy trong vòng khoảng 4 năm. 4 năm các anh chị ạ. Đó và khả năng sẽ có khoảng hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Nhưng mà các tổ chức họ dự báo rằng là hai lần trong năm nay thì những cái lần cắt giảm tới nó sẽ không nặng tay như lần vừa rồi. Đâu đó thì có thể chỉ 0.25 gì đó thôi các anh chị ạ và dự kiến thì nếu mà để êm thì chắc cũng phải sang 2025 thì bắt đầu tiếp tục và 2026 nữa thì tức là nó đang nhả phanh rất là từ từ quý vị ạ đúng không ạ đó thì ngay cả bản thân các nước trên thế giới họ cũng thế và dự báo của kinh tế toàn cầu ấy thì nó chỉ cán mốc ở đâu đó bình quân từ 2.7 cho đến 3.2% thôi. Cán mốc của kinh tế toàn cầu. Đó. Phần thứ hai nữa thì về kinh tế Việt Nam ấy thì rất nhiều các tổ chức trên thế giới Họ dự báo Ví dụ như World Bank, IMF hay là ADB Họ dự báo đâu đó Cái kinh tế của Việt Nam Nó chỉ vào khoảng 6 đến 6.1 thôi 6 đến 6.1 các anh chị ạ Đến thời điểm cuối quý cuối Quý quý bà vừa rồi Người ta vẫn chỉ dự báo rằng khả năng chỉ ở mức đấy thôi Và trong khi cái kế hoạch của chính phủ Thì vẫn phân đấu khoảng từ 6.5 đến 7% Các anh chị ạ Đó nào. và nhìn một cái bức tranh tổng thể về thị trường về cái kinh tế vĩ mô của Việt Nam một chút thì chúng ta có GDP quý bà là 7,4% thì uh, tôi có vừa hỏi uh, chỗ bác võ một chút là bảo bác ơi không biết là thấy có vẻ nó cũng trầm trầm thế mà không hiểu làm sao nó được, được tận 7.4% thì một lát nữa tôi sẽ đặt lại cái câu hỏi đó để quý vị bác võ vừa có cái chia sẻ rất là hay thì lát tôi sẽ đặt để xem cái thuyết âm mưu nó có đúng lắm không với cái 7.4 này. Đúng không? Và chúng ta có GDP của 9 tháng nó vào khoảng 6,82%, đúng không ạ? Và đây là cái bảng mà chúng tôi thống kê GDP các anh chị ạ. Đó, GDP của từ 2006 cho đến tháng 9 của 2024. Quý vị thấy không ạ? Thì chúng ta có của 2020 và 2021 là kém còn đa phần là vào khoảng gần 20 năm nay Đúng không ạ? Chúng ta đều có những cái GDP thì ít nhất nó cũng trên 5 chấm Đúng không ạ? Và 2023 đây cũng thế Đúng không ạ? Nhá Chúng ta có CPI Quý vị ạ Chúng ta có CPI quý 3 Thì vào ngưỡng là 3.48 Nhưng bình quân cả 9 tháng thì là 3.88 Và lạm phát thì ở 2.69 Đúng nhìn chung là từ các chỉ số về CPI đến lạm phát thì nó đều là dưới 4 thì đây cũng là cái ngưỡng mà trong cái ngưỡng cho phép của chính phủ trong cái mục tiêu đề ra. Chúng ta có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thì nguyên trong cái quý 3 thì là 208 tỷ đô. Nhưng mà cả 9 tháng thì chúng ta có 578 tỷ đô các anh chị ạ. Trong đó thì 9 tháng tôi vắn tắt luôn nhé Trong 9 tháng thì chúng ta có về xuất khẩu là 299 tỷ gần 300 tỷ Tăng 15% so với năm ngoái Đúng không ạ? Và có nhập khẩu thì 278, 279 tỷ đô Và cũng tăng khoảng 17% so với năm ngoái Đúng không ạ? Nhập nhiều hơn, xuất cũng nhiều hơn Và chúng ta có cán cân thương mại là xuất siêu Là hiện tại là đang 20,79 tỷ đô. Đây là một con số cũng khá là hấp dẫn. Đúng không ạ? Nhưng mà lưu ý các anh chị một chút thì trong cái xuất nhập khẩu ấy thì nó rơi vào khoảng 65% thì là của của FDI. Đầu đó của Việt Nam nó chỉ khoảng 30 33% gì đấy thôi. Thì tức là 70% cái số xuất khẩu này là của quốc tế đấy. Việt Nam xuất ít lắm. Hiểu không ạ? Mà gia công là chính thôi. Đúng không ạ? Nào và có một cái chỉ số mà với cái vai trò là những cái người làm nghiên cứu về vĩ mô chúng tôi rất là hay quan tâm. Đấy là đầu tư toàn xã hội. Thì cái đầu tư toàn xã hội thì nó gồm ba nhân tố là đầu tư của khối nhà nước, đầu tư khối nước ngoài và đầu tư gì ạ? Đó. À, tức là đầu tư nước ngoài, đầu tư đầu tư khối ngoài nhà nước, ngoài nhà nước. Rồi khối nhà nước và khối FDI thì trong cái khối nhà nước nó chính là đầu tư công đấy quý vị ạ Và nếu như quý vị chỉ quan tâm về mỗi đầu tư công ấy Thì nó không đủ Nó không đủ Bởi vì nó phải nhìn thấy một cái bức tranh lớn hơn Được toàn bộ cái lượng tiền rót vào nền kinh tế Đương nhiên ta biết rằng là nó đâu đó thì trong đầu tư công nó sẽ có khoảng 80% Thì nó đi vào hạ tầng Thì quý vị cũng được nghe báo chí nói nhiều về đầu tư công Thì đấy cũng là một cái tốt tuy nhiên là để cho một cái thị trường bất động sản nó phát triển ấy, thì nó không chỉ là câu chuyện về hạ tầng mà nó phải là câu chuyện về kinh doanh sản xuất nó phát triển tạo ra tiền và tạo ra công ăn việc làm thì bất cứ anh chị để ý xem có những khu vực có thể không đầu tư hạ tầng nhưng ở đấy dần nó rau thì tự đất nó phải lên thôi thì tức là ta phải nhìn một cái bức tranh nó rộng lớn hơn thay vì là người ta chỉ nói về đầu tư công Người ta hay nói về đầu tư công Vì người ta thấy người khác cũng nói về đầu tư công Thì tôi cứ ăn theo nói leo thôi Chứ còn bản chất gốc thì người ta sẽ không hiểu hết Đúng không nhé Ok nào đó Tiếp theo nữa là Chúng ta có về cái hoạt động doanh nghiệp Thì chúng ta có Thành lập mới Đúng ạ thì nó vào khoảng 183 000 Nhưng mà rút lui thì nó cũng khoảng 160 Nhìn trông cũng được khoảng <laughs> dư lên được độ chục Đúng không ạ? Đó Rồi một vài những cái chỉ số bán lẻ thì thôi Tôi sẽ không đi sâu quá như này Lao động việc làm chúng ta cũng đang có cái dấu hiệu tăng lên Đúng không ạ? Vào khoảng uh, tăng thêm cái số lượng việc làm vào khoảng 244.000 Đúng không ạ? Tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta thì đo lường đang rất là thấp Nó vào khoảng 2,24 đến 2,26 Lưu ý bán nước chè ở đầu đường không tính là thất nghiệp Vì đang làm việc đúng không ạ nhá nên là cái thống kê này là chưa bao gồm những cái chị đi bán nước chè đúng không ạ nhá yeah. ok chỉ số giá vàng quý vị ạ đó nguyên trong quý 3 vừa rồi tăng 30% về giá món này đợt này có vẻ hấp dẫn nhờ? thấy cũng tăng lên tăng xuống suốt và bình quân 9 tháng bình quân 9 tháng thì lại giảm so với cái cái của nguyên một tháng là chỉ có 26 thôi đúng không ạ tức là nó phải cân lại cho các giai đoạn trước đấy và hiện nay mua vào thì cũng khoảng 82 triệu, 82,7 triệu và bán ra thì nó vào khoảng 83,45 triệu. Và chỉ số giá đô la quý vị ạ, thì nguyên ở trong quý 3 nó cũng tăng khoảng 5,12%, có vẻ đang tăng đều so với cả năm. Và 9 tháng nó cũng đang là 5,46%. Và chúng ta đang có cái chỉ số này vào khoảng 20 hơn 24.153 đồng đúng không? vào cuối quý nào. ngoài ra nữa thì uh, chúng ta có thu chi ngân sách thì thu ngân sách của chúng ta đang được khoảng 1 triệu bốn trăm bốn tỷ đúng không ạ đó và chi ngân sách thì uh, được vào là 1 triệu hai trăm năm tỷ đó và thu ngân sách đang tăng hơn là uh, tăng so với năm ngoái là 17,9% và chi ngân sách thì đang chi nhất hơn quý năm ngoái. nhưng cái kế hoạch năm nay của chi ngân sách, đúng không ạ? các bạn ấy làm số liệu đang hơi thiếu một tí. cái việc của chi ngân sách, cái số liệu năm nay thì tôi nhớ tôi đọc đâu đó nó sẽ vào khoảng 2 triệu tỷ. đấy thì bản thân chúng ta đang cái thu ngân sách thì dự kiến sẽ rơi vào khoảng một nghìn một à triệu bảy, một triệu bảy, một triệu tám đấy tôi không nhớ còn số. nhưng dự kiến chi nó sẽ vào khoảng 2 triệu tỷ, đúng không ạ? Yeah. nhá ok đó và tăng trưởng tín dụng chúng ta có tăng trưởng tín dụng 9 tháng đúng không ạ tức là hết quý bà thì vào khoảng 9% trong khi cái mục tiêu về tăng trưởng tín dụng trong năm nay là 15% tức là ta sẽ còn một quý nữa để chạy nước rút 6% hiểu không ạ nhưng mà nếu, nếu như quý vị nhìn vào cái bảng con số về cái mức tăng trưởng tín dụng theo hàng tháng ấy, hàng tháng thì quý vị sẽ thấy rằng là à tháng 1 và tháng 2 lại tăng trưởng tín dụng lại âm, tức là tổng tiền ở ngoài nền thị trường của quý tháng 1 và tháng 2 so với cuối năm ngoái lại giảm đi. Thì tại sao lại giảm đi? Thì nó cũng sẽ giống như quý vị nếu như quý vị để ý vào khoảng cuối tháng 8 và cuối tháng 8, giữa tháng 9 và cuối tháng 9 thì trong cái nghề ngân hàng người ta gọi là phương pháp về xử lý kỹ thuật bởi vì nếu anh không đạt được cái mức một cái tỷ lệ nhất định ví dụ 80% cái kế hoạch đề ra thì sang năm là chính phủ mà cụ thể là ngân hàng nhà nước sẽ thắt chặt về cái việc thì tóm lại là dùm tín dụng được các thứ anh có làm được đâu. Anh tăng trưởng anh yếu trả qua đến chuẩn bị đến báo cáo Thế là anh, anh 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 anh, anh, xử lý kỹ thuật cho nó cao lên. Hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Xử lý kỹ thuật cho nó cao lên. Xong ngồi là để rồi để có báo cáo thôi chứ còn bản thân tăng trưởng tín dụng hiện nay chưa được đến 9%. nhưng mà đây là đương nhiên là theo góc nhìn của tôi và cái kinh nghiệm của tôi tôi chứ còn đến lúc lại bảo <laughs> quan điểm của cá nhân tôi nhá bởi vì tôi nhìn những cái cách tăng trưởng cũng như tôi thường xuyên nói chuyện với chú phạm xuân hoài chú là nguyên về phó viện trưởng viện chiến lược ngân hàng nhà nước cũ chú hay chia sẻ với tôi về những một số những cái thủ thuật trong thế giới về ngân hàng Đúng không? Thì như thế kia người ta gọi là xử lý kỹ thuật Chứ đâu đó chắc theo quan điểm của tôi Thì cũng được khoảng độ 8% thì đấy là 7 rưỡi đến 8 là chắc là cũng tầm đấy thôi Chứ còn số 9 thì cũng hơi làm màu tí Cả lại sợ các đơn vị quản lý Người ta lại siết chặt quá Này sang năm nó lại khó kiếm Đúng không ạ? nhá, Nào. Ok Và tổng dư nợ trên nền kinh tế Tính đến tháng 9 thì nó vào khoảng trên 14,5 triệu tỷ Đâu đó vào khoảng 14,52 gì đấy Nhưng mà thôi chúng tôi lấy tròn là vào khoảng 14,5 triệu tỷ vâng. Quý vị không cần phải chụp đâu ạ Bởi vì sau cái chương trình này thì Ngay khi quý vị rơi điết khỏi hội trường Thì chúng tôi sẽ có tài liệu gửi vào từng máy cho quý vị Đúng không ạ? Yeah. Nhá, ok Đó Thì ta thấy dư nợ của nền kinh tế hiện nay Nó vào khoảng 14,5 triệu tỷ Đúng không ạ? Đó Và theo thống kê thì đến hết quý 2 của của năm nay ấy, Thì cái dư nợ tín dụng của bất động sản trên toàn nền kinh tế Dư nợ tín dụng của bất động sản Nó vào khoảng 3 triệu 083 nghìn tỷ Hiểu không ạ? Đó Gần khoảng 3,1 triệu Và quý vị hãy xem một cái bức tranh này Chúng ta có của 2019 là bao nhiêu đấy ạ? 1,5 triệu tỷ, 1,5 triệu tỷ. Đến bây giờ là bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Trên 3 triệu tỷ. Đây có phải là ước mơ trong đầu tư của quý vị đó là x2 không? X đôi rồi đấy. Thì chúng ta thấy một cái lượng tiền của nền kinh tế đổ vào một cái ngành là bất động sản nó tăng bình quân 20% một năm. Trong khi tăng trưởng tín dụng thì bình quân nó khoảng 12-13% một năm Có vẻ là mọi bất động sản tăng tốc hơi nhanh nha yeah. Đúng không ạ? Yeah. Tại sao tăng tốc thì tí chắc là bác võ bác sẽ có phần trả lời rất là hay Đúng không ạ? Đó Quý vị ạ, đấy thì chúng ta nhìn thấy một cái 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 dư nợ tín dụng bây giờ khá là cao và bởi vì cái số liệu ấy thì nó chỉ mới chỉ thống kê được đến hết quý 2 thôi. Quý vị ạ, nó mới chỉ thống kê được hết quý 2. Còn tôi nghĩ sang quý bà này thì chắc là nó cũng sẽ nhích hơn một chút Tuy nhiên lưu ý quý vị thì Trong cái uh, Trong cái tính kia Thì nó có 65% là nó liên quan đến vay tiêu dùng cá nhân Mua nhà, sửa nhà Hiểu không ạ? Còn 35% thì nó đi vào các dự án Ở trong cái số mà trên 3 triệu tỷ Đúng không ạ? Đó Nào Vốn hóa thị trường chứng khoán thì ta thấy là có vẻ thị trường chứng khoán cũng có nhiều cái thay đổi đấy. Khi đâu đó quý vị thấy không nó tăng được khoảng 15%, cái thị trường vốn hóa thị trường tăng lên được khoảng 15%. Đúng không ạ. Đó. 16%. Rồi thì uh, giao dịch bình quân nó đạt khoảng 22.000 tỷ, 22,6 nghìn tỷ trên một phiên tăng khoảng 28,9% rồi đấy. Tức là cái lượng đúng không ạ nhá và cái lượng giao dịch đấy và cái trị giá trên mỗi phiên nó tăng được khoảng gần 30% đấy cũng là một số những cái tín hiệu là đang phấn khởi lên thị trường và về mặt chính sách tài khoá ấy, đúng không ạ thì tôi chỉ xin phép văn tắt này hiện nay chúng ta chính phủ vẫn đang áp dụng chính sách tài khoá mở khi nói về chính sách tài khoá thì nó sẽ có hai dạng chính sách tài khoá chính là chính sách tài khoá mở và chính sách tài khoá thắt chặt thì chính sách tài khoá mở là giảm thuế và tăng chi tiêu công Hiểu không ạ? Hỗ trợ các mục về chính sách Đó Và tăng các chi tiêu công Chi tiêu công thì nó bao gồm hỗ trợ về ở uh, Các hộ gia đình chính sách tăng chi tiêu chính phủ lên Đúng không ạ? Nhá. Thì đấy là những thứ Và trong đó thì một mục nữa thì có đi kèm với nó là Sẽ giảm thuế Giảm thuế ở nhiều mục Và hiện nay chúng ta đang thấy Toàn bộ là nới lỏng về chính sách về tài khoá đúng không ạ chúng ta đang có một chính sách tài khoá mở để mong kéo cho cái thị trường đi lên nhưng không dám mở quá vì dễ dãi quá thì nó lại học việc đúng không ạ yeah. nhá nào ok tiếp theo nữa là về chính sách tiền tệ thì đi song hành với chính sách tài khoá thì bản thân nó đang là chính sách tiền tệ mở hiểu không ạ khi mà hỗ trợ ở về mặt tiền tệ một cách chủ động và linh hoạt đúng không ạ đó rồi thì đề nghị các ngân hàng đúng không ạ tăng các tổ chức tín dụng là phải nâng cái tăng trưởng yêu cầu là phải đạt 15%. Còn bình thường nếu mà kinh tế mà nó nó khắt khe, nó đang nóng thì có, khi cái chỉ số này chỉ được phép 10 đến 12%. Tức là phải hãm bớt lại nhưng đây là đang đẩy nó lên. Đề nghị tăng tín dụng tăng mạnh vào. Nhưng mà các ngân hàng thì lại không dám bơm tiền ra bởi vì là bây giờ chúng nó nợ xấu nhiều quá em không dám bơm tiền tí tôi sẽ cho bạn xem bức tranh về nợ xấu thực sự là đáng báo động đúng không ạ nhá nào vậy thì về phía thị trường bất động sản thì sao thì uh, tôi xin phép đi đưa ra hai cái nét chính thôi đó là những cái điểm tích cực của thị trường và những cái điểm mà cản trở thị trường thì về mặt tích cực ấy hiện nay nó có khoảng năm cái điểm gọi là cũng có tích cực thôi chứ tôi không đánh giá là quá tích cực đúng không ạ thì cái điểm đầu tiên phải nói đến là kinh tế vĩ mô thì chúng ta cũng có thể ghi nhận rằng là kinh tế vĩ mô của việt nam đã qua rồi thời kỳ khó khăn hiểu không ạ chớm chúng ta bắt đầu cảm thấy nó dễ thở hơn rồi không áp lực nhiều quá nhưng mà lưu ý là nó chưa thực sự bứt phá và khởi sắc thì để xem có bứt phá và khởi sắc không thì tôi nghĩ rằng chắc chắn phải là câu chuyện của bức tranh của 2025 cơ. Chứ còn một quý thì nói thật là nó cũng không giải quyết việc gì đâu. Hiểu không ạ? Nó không giải quyết việc gì đâu. Nào. Và kinh tế rõ ràng là kinh tế vĩ mô đấy thì bản thân thế giới là đang đi ngang. Đúng không ạ? Đó và kinh tế Việt Nam thì tốt hơn một chút so với 2023. Thế bây giờ thì Việt Nam cũng chỉ là một đất nước nhỏ bé Trong khi cả một cái nền kinh tế thế giới Mà ngay cả cái cái bác bác cả Bác láng giềng là bác Trung Quốc Bác được có 4.8 thôi thì, thì, dự kiến 4.8 đến 5 chấm Thì Việt Nam 78 chấm thì, 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 liệu có khả thi không? Và có giải quyết được việc gì không? Đúng ạ, không? nhá, ok, đó và chúng ta có GDP rồi một số cái như tôi vừa nói rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Thứ hai là câu chuyện về nguồn vốn. Thì hiện nay ấy thì các tổ chức tín dụng thì bắt đầu cũng nới lỏng hơn về các điều kiện về cho vay, thủ tục mua nhà thì bắt đầu cũng dễ dãi hơn. Đúng ạ. Đó và ngoài ra nữa thì chúng ta có những cái dòng vốn đầu tư nước ngoài thì nó cũng nhiều hơn mà cụ thể bằng những cái số liệu ví dụ như đầu tư thực hiện toàn xã hội đây. 2 triệu uh, 400 nghìn tỷ rồi Đúng không ạ? Luôn luôn cái, Quý vị để ý không ạ? <laughs> Chúng ta có một cái tăng trưởng đầu tư toàn xã hội Đâu đó nó đi song song với khoảng của GDP Tôi để ý khoảng 4-5 năm này Nó đều đi áng áng ở cái ngưỡng của GDP Đúng không ạ? Thứ hai nữa là khối đầu tư nước ngoài Thì uh, nó đạt vào trên 1 nghìn tỷ rồi <laughs> Tăng 7,1% Đầu tư khu vực nhà nước nó là 4.28 nghìn tỷ. Đúng không ạ? Đó, rồi tỷ lệ giải vốn giải ngân vốn đầu tư công, tức là để giải thích cho cái phần này nó đạt 47 mới đầu tư công mới giải ngân được khoảng 47%. Hết quy bà. Vậy còn 63% để giải ngân cho đầu tư công liệu có làm được không? Hiểu không ạ? Bởi vì là các tỉnh giờ là nhìn chung là một khung bảng giá mới rồi các chính sách mới nó nhìn chung ký nó cũng dù lắm Hiểu không ạ? Bảng giá bây giờ nó không vật tư vật liệu khoảng vài năm nay rồi nó tăng rất là nhiều. Hàng hóa nó lạm phát nó tăng nhiều mà bây giờ áp những cái bảng giá mà không theo thị trường là nhìn chung là cất tỉnh người ta không dám ký và đấy là lý do rất nhiều những cái hạng mục là không thể quyết toán được. Hiểu không ạ? Nhá. Vâng, đấy và vốn FDI đạt bốn phải bốn tỷ đô ấy đúng không ạ đó nhá chính là vốn đầu tư khối nước ngoài nào thứ hai nữa là cái nguồn cung và tỷ lệ hấp thụ thì uh, hai cái thị trường chính là hà nội và thành phố hồ chí minh ấy thì trong khoảng uh, 9 tháng đầu năm thì cái nguồn cung nó đã tăng lên rất là nhiều và khả năng hấp thụ nguồn cung đấy cũng rất tốt quý vị ạ tức là cái nguồn cung trên thị trường nó tốt hơn rồi. Chúng ta có 2020, 2021, 2022 cho đến cả 2023 gần như trong vòng 4 năm đó gần như không có dự án được duyệt mấy. Nó rất rất là nó rất là ít. Nó dẫn đến là trong vòng khoảng 4 năm đấy là bây giờ để bán được một cái chung cư thì đầu tiên anh phải duyệt cho tôi đi đã. Duyệt xong rồi tôi còn xây còn mấy năm nữa cơ mà thế thì mấy năm nay nó làm gì có nguồn cùng đâu thì nó phần nào giải thích cho quý vị là vừa rồi thì căn hộ nó cũng tăng quá hiểu không ạ mong hôm qua mới hôm trước ấy, tôi cũng đọc một bài báo ấy cái ngành nghề gì thì tôi không biết chứ cái ngành nghề bất động sản nó có một cái đặc điểm buồn cười là hàng tồn kho thì còn nhiều nhưng nó lại nó lại trái ngược ở đời là đã tồn kho nhưng giá nó lại mỗi ngày một tăng gần nó lại thế nó buồn cười hiểu căn hộ tồn kho của các dự án ở các ông lớn ở nội đô đấy còn rất là nhiều nhưng bây giờ mà sờ vào là không có giá của hai năm trước nữa đâu nha đấy thế nó khác hẳn với việc là mình lấy vợ nó tồn kho nó đi xuống cái giá này đi lên thế này là thành ra là tôi thích bất động sản hơn quý vị ạ đấy, đấy đúng không ạ yeah. nhá ok và cả Hà nội và hồ chí minh vậy quý vị ạ Hà Nội thì đầu đó giá nó vào khoảng 45 cho đến 90 triệu nhưng chưa ăn gì, chưa so gì với anh hai Sài Gòn cả. Hiểu không ạ? Trong cái khung giá bình quân nó còn lên đến trăm ba cơ mà. Thế nên là khả năng có khi thời gian tới phải tranh thủ mua chung cư tiếp thì nó lên giá nhờ Và <laughs> tôi trêu một chút thế thôi chứ bình tĩnh thì nguồn cùng rồi nó sẽ còn gì ạ? Cuối năm nay và sáng năm nó còn nhiều lắm. Bạn mà cứ vội nhảy nhô nhảy nhào bạn thấy người ta cứ phô mô nhưng mà cái đấy thì cũng không thể tránh được bởi vì là một nếu như quý vị không am hiểu sâu về thị trường. Cái thứ hai nữa là nó là cái tâm lý thôi. Trước 5 tỷ thì không mua, bây giờ nó lại lên 6 đấy. Hôm nọ hỏi lại lại 6 rưỡi rồi đấy, thì, 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 thì sốt hết cả vó. Không nhanh nó lại thành 7 nữa lại mất nửa tỷ nữa thì, 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 thì chắc người ta cái trò nó thế mà. Đấy là một trong những cái nguyên tắc mà các nhà kinh doanh họ bán hàng đấy, bao giờ cũng tạo ra sự khan hiếm. Và lần sau bao giờ cũng cao hơn lần trước là tâm lý phô mồ hết hiểu không ạ nhá yeah. và nguyên tắc đầu tư của tôi là nếu như chỗ nào cao quá thì giải tán đi chỗ khác cố đấm ăn sôi làm cái gì đúng không quý vị thị trường này có thiếu đầu Ô kìa cả cái đất nước này nó bao nhiêu thị trường ấy bạn cứ cứ biết có một hai chỗ xong bạn cứ nhào qua nhào vào nhào qua nó lên là cứ tranh nhau cứ lên hiểu không ạ đó nó lên mà nó lên kiểu này mà nó sau nó to nó thành bóng bóng thì còn kinh thẳng kinh kinh khủng nữa Đúng không Thì đấy là cái câu chuyện của Nhật Bản vào những thời kỳ 1970 và 1980 Nó gọi là thời kỳ vang son của kinh tế Nhật Bản Và 1990 và 2000 của Trung Quốc Nó tạo ra những thế hệ thanh niên gọi là thanh niên 30 và thanh niên 40 Ở Nhật Bản thế hệ thanh niên 30 Đấy là không lập gia đình Không sổ tiết kiệm và không mua nhà Hiểu không ạ? con ở Trung Quốc nó thế hệ là 40 Bạn ạ, à, nó gọi là thế hệ thanh niên năm thẳng cái nó đằng nào cũng không mua được nhà rồi Cứ bình tĩnh mà ăn ăn hưởng, không phải suy nghĩ Gọi, gọi là thế hệ, thế, thế, hệ thanh niên năm thẳng 40 không, không hẹn hò Không sổ tiết kiệm, đúng không ạ? Không mua nhà và không lập gia đình Vâng, đấy, Nhật Bản thì 30 không và Trung Quốc là 40 Xin lỗi Nhật Bản có một cái ý là Là không gì uh, ạ? không không sổ tiết kiệm, không mua nhà và không sinh con, không sinh con, quý vị ạ, đấy là ba không của Nhật Bản và bốn không của Trung Quốc. Nào, ok. Về mặt pháp lý ấy, thì cũng phải nói rằng là với những cái chính sách mới khi mà từ mùng 1 tháng 8 với ba cái luật được thông qua, luật đất đai, luật kinh doanh nhà ở và luật đầu tư, đúng không ạ, luật kinh doanh, luật đất đai và luật đầu tư bất động sản, thì nó đã phần nào ấy nó gỡ rối được một số phần cho thị trường rồi nó giải quyết được một góc rồi và ngoài ra cái tâm lý của các nhà đầu tư ấy người ta nó dẫn đến cái vấn đề thứ năm này cái niềm tin của các nhà đầu tư nó cảm thấy bắt đầu có vẻ lạc quan hơn vì ít nhất là từ khung bảng giá đất mới mà ít nữa mà có đền bù các thứ thì nhỡ có quy hoạch thì mình cũng không lo nhưng ngày xưa là chỉ theo cái bảng giá này thôi mà bây giờ là phải đi theo cái giá thị trường là mình thấy cũng chắc là cũng vẫn lấy được gốc về chứ ngày xưa mà mua vào quy hoạch tính thì chắc là chỉ được có độ phần hai à, xin lỗi là 20% hoặc 30% so với cái giá của thị trường thì chắc là mình <laughs> đúng không ạ thiệt nhiều quá đúng không ạ yeah. nhé ok nào và nó có những cái điểm bốn cái điểm thách thức với thị trường nó có bốn cái điểm thách thức với thị trường và tôi nghĩ là năm cái điểm tích cực thì có rồi nhưng tôi nói luôn chưa được tích cực lắm đâu và bốn điểm thách thức thì thách thức mạnh đấy nên là bạn cũng phải cân nhắc kỹ nào cái thứ nhất đó là cái câu chuyện lệch phà cùng cầu chúng ta có một cái lượng nguồn cung đẩy ra thị trường không phải ít nhưng cái nguồn cung mà cho cái đối tượng mà có cái tầm tiền nó khoảng từ 1 tỷ rưỡi đến 3 tỷ ấy, Thì không có Và cái phân khúc đấy thì nó nằm ở phân khúc chủ yếu là Chắc là phải nhà ở xã hội thôi Mà để tung được cái nguồn cùng về nhà ở xã hội Thì chính phủ phải tham gia Chính phủ phải tham gia vào cuộc chơi này Thì vừa rồi trong cái luật kinh doanh bất động sản ấy thì để nhằm thu hút các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào trong cái cuộc chơi nhà ở xã hội thì chính phủ có để dành ra 20% quỹ đất Của nhà ở xã hội Để cho các doanh nghiệp được phép Xây và bán theo giá Của nhà ở thương mại Anh thích xây lộng lẫy tùy anh Anh bán giá bao nhiêu tiền đấy là tùy anh Nhưng còn chỗ kia Thì xây dựng xong lợi nhuận không được quá 10% Và tất cả các chi phí Là phải chứng minh được nhé Không có loang hoang gì ở đây cả Và chốt lại lợi nhuận không được quá Anh kê tổng chi phí ở đây anh mua cái gì Chi cái gì kê hết rồi đấy Được chưa Sau đó thì miễn giảm thuế tất cả mọi thứ Nhưng và lợi nhuận không được lấy quá 10% Hiểu không ạ Đấy giới hạn như thế mà bạn bảo Làm một cái dự án Nó phải ít nhất nó phải 3 năm Mà lợi nhuận không có 3% Thì mỗi năm được mấy phần trăm Thế thì thua gửi ngân hàng à Hiểu không ạ nhưng để gỡ lại vấn đề đó thì Chính phủ có mở ra một cái sân đấy là cho dành 20% quỹ đất của nhà ở xã hội để làm nhà ở thương mại và bán cho mày bán theo giá thương mại. Nào được chưa? Kích thích cuộc trời chưa? Đúng không ạ? Đấy, thế là bắt đầu cuộc trời với nhà ở xã hội là sôi động hơn rồi. Đúng không ạ? Thì cái lệch pha cung cầu này tôi nghĩ là nếu mà để giải quyết được thì nói thẳng là với cái luật mới bây giờ mà để chạy được về cái nhà ở xã hội chắc cũng phải khoảng 2 đến 3 năm nữa. Nên có khi quý vị mà định mua nhà Thì cũng để khoảng 2 đến 3 năm nữa Thì nó lại nhiều hàng nó lại hợp lý Hiểu không ạ Và chúng tôi đi đầu tư bất động sản ấy, Nhiều khi nó buồn cười Lúc nó đòi 15 tỷ Mà cả mãi mới được xuống 13 tỷ Thế là nhưng mà nghĩ 13 tỷ nó Không bỏ công Đích thèm mùa nữa Thế tôi đi về xong khoảng năm rưỡi Gần 2 năm sau Xuống nó lại đồng ý bán giá 10 tỷ Nó lại thế Đất cát nó buồn cười lắm Kiểu đúng như người ta nói là Theo tình thì tình chạy Mà chạy tình thì tình theo ấy Hoặc là theo chó thì chó đuổi mà Chạy chó nó lại đuổi nó thế. Đất cát nên là nhiều khi đừng bị quấn quá Phô mô quá không ạ? Luôn đặt ra những cái quản trị rủi ro cho mình Trong ngưỡng thì trời không đạt giải tán Thiếu gì Bất động sản trên toàn quốc nhiều vô kể Đằng này cứ đang trong cái cơn mề Cứ luống cuống suốt ngày cứ nghĩ đến cái tài sản đấy Bạn cứ bị quấn vào trong cái guồng Nó gọi là không quản trị được cảm xúc Hiểu không ạ? Nhá Đó, nào Cái thứ hai nữa là câu chuyện về tín dụng ngân hàng Thì như tôi vừa nói ấy, Thì tín dụng Quý vị thấy không ạ? Cái kiểu tăng trưởng Thế thì tôi nhấn mạnh lại này Tại sao lại có tăng trưởng âm? Bởi vì cuối năm trước bơm tiền ra bằng cách nhờ theo góc nhìn của tôi thôi nhé Nhờ một số doanh nghiệp nhận nợ. Nhận xong cái thì qua mùng 1, mùng 2 thì... tiền lại về. Đúng không ạ? Mà như chỉ số năm ngoái đâu đó trong khoảng nửa tháng cuối năm tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 3%. Cười không? Có nửa tháng mà tăng 3% mà cả năm thì được có mỗi <laughs> đâu đó không không nhớ hết cái số nhưng mà nguyên nửa tháng tăng 3% trên cái mục tiêu năm ngoái là 14 mà tăng được 3% Mà trong có nửa tháng thì chắc chắn là xử lý kỹ thuật Xử lý xong thì ra đầu năm thì tôi không cho vay được thì nó âm so với cũ thôi Thế nhưng mà thôi cứ bình tĩnh để trong năm nay lại xử lý tiếp Hiểu không ạ? Và đến sát cuối Quý vị để ý từ cuối tháng 8 được có 6.6 à Hiểu không ạ? Tháng 7 có 5.6 Sang tháng 8 được 6.6 Tôi cứ cho nếu mà Ổn định đều thì nó được khoảng 7.6 chứ làm gì lên tận 9 Đấy không ạ? Nhưng mà thôi đến kỳ báo cáo thì lại phải xử lý kỹ thuật đi Mà nó rát cuối năm rồi Và mục tiêu của các doanh nghiệp uh, về à, Xin lỗi là các tổ chức tín dụng đưa ra năm nay Dự kiến cán mốc ở khoảng 13.2 thôi Tóm lại là nó cũng vừa đẹp được khoảng 80% tám tám mốt tám hai phần trăm này đấy dưới có khi sàng nằm mà cắt cho tín dụng độ 12, 13 rồi là các con rơi là đói ngày đây là đành phải cố luôn giữ được khoảng 80% phần trăm những gì xếp giao đấy để mà cũng chưa đến mức mà phải bị lập biên bản hiểu không ạ đó nhá vâng đấy là câu chuyện về tăng trưởng tín dụng đúng không ạ vâng này. cái vâng cái thứ hai nữa À xin lỗi là đầu tiên là tín dụng về ngân hàng. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là vẫn trong cái nó liên quan đến cái vấn đề về tín dụng ngân hàng thì nó là cái câu chuyện về nợ xấu và tiền gửi cao kỷ lục. Thế thì như này. Quý vị ạ, à, đến cuối tháng 7 vừa rồi ấy thì nợ xấu nội bảng vào khoảng 4,75% Nội bảng tức là đã bỏ đi phần gì? dự phòng rủi ro Tức là tôi lấy Mỗi khi tôi cho vay ấy, Thì tôi bị yêu cầu là phải trích lập ra một khoản để dự phòng Hiểu không ạ? Thế mà tôi lấy hết khoản dự phòng tôi trừ đi rồi Mà nó vẫn còn 4,75% Trong khi cái chỉ số an toàn là dưới 3 Dưới 3 Chúng ta đang cao hơn khoảng 170 lần So với mức an toàn Đúng không ạ? Đó và Năm ngoái thì nó chỉ có 4,55 thôi Còn năm 2022 nó có 2% thôi Thế mà năm nay 2024 nó lại 4,75 Và nguy hiểm nhất Đấy là gì ạ? Tỷ lệ nợ xấu ở các ngân hàng thương mại Trong 6 tháng đầu năm là 7,77 Đây là số liệu của ngân hàng nhà nước Mà khả năng lại còn Chúng ta chưa tính Bởi vì là những cái khoản mà ngoại bảng giống như kiểu là đã đẩy sang cho VAMC để xử lý. Nếu xử lý được thì lấy tiền về, còn không xử lý được, hết thời gian thì lại lấy nợ về. Tức là giấu nợ đi. Thì, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn không dưới 10%. Và tôi đang cho rằng cá nhân quan điểm cá nhân tôi cho rằng hệ thống về các tổ chức tín dụng và đặc biệt khối ngân hàng thương mại đang có các vấn đề liên quan nợ xấu vào khoảng 10%, không hề an toàn. Hiểu không ạ? Nên là lời khuyên là có tiền thì nên cân nhắc về đất Đấy Và mua đất <laughs> Và trêu quý vị một tí như thế Nhưng mà thực sự nợ xấu cao quá Cao quá quý vị ạ Nó vào khoảng 3% thì an toàn Mà đây anh còn loại ra ngoại bảng Anh gửi cho VAMC rồi Để mà cân bằng Thế mà nó vẫn còn 7,7 Hiểu không ạ? Không biết lại có liệu có trường Mỹ Lan thứ hai thứ ba thứ tư hay thứ năm nữa không nhưng quan điểm cá nhân góc nhìn của tôi Theo cái dự cảm thì tôi đánh giá là mong manh lắm Hiểu không ạ? Nhá Và, nào. Đó Cái thứ ba nữa Đúng không ạ? Là điểm nghẽn về pháp lý Thì rõ ràng là chúng ta có cái uh, Ba cái luật đã được áp dụng từ mùng 1 tháng 8 Nhưng cái con số thực tế hiện nay Ở rất nhiều các tỉnh thành Là từ mùng 1 tháng 8 đến giờ Tất cả các hồ sơ là để nguyên đấy không làm được gì cả bởi vì chưa có những cái văn bản hướng dẫn cụ thể mà nó đã áp dụng luật mới rồi mà ông cứ làm theo luật cũ là ông đi đấy hiểu không ạ chưa đầy đủ các văn bản hướng dẫn cụ thể và các rất nhiều tỉnh bây giờ là áp dụng ngay khung bảng giá đất mới rồi thế mà bây giờ trời cấp tốc thế thì làm sao mà làm kịp khung bảng giá đất mới hy vọng là sang khoảng giữa tháng 10 thì hồ sơ tức là từ ít nữa trở đi nhưng mà ở xin phép dấu nhưng mà ở một số thị trường tôi đang làm ấy, thì các bác ấy nói là <laughs> chắc là cũng phải sang tháng 11 thì mới chạy được em ạ bởi vì là không phải các anh không muốn làm mà bây giờ nó trồng chéo nó giấy tờ thủ tục cái này thì chờ một tí không sao đâu không chết ai em ạ chứ bây giờ làm sai thì là chết thật đấy Chứ còn em cứ để hồ sơ đấy tháng này chưa làm thì tháng sau xử lý không chết ai đâu đúng không và ngoài ra nữa thì theo một số quy định mới thì ở ở, ở rất là nhiều địa phương thì cái phòng tài nguyên môi trường này đúng không thì trong đấy nó trước đây có phòng đăng ký đất đai thì nó trực thuộc của tài nguyên môi trường thì bây giờ nó tách cái phòng đăng ký đất đai ra khỏi phòng tài nguyên môi trường thế lại đến trụ sở mới cơ sở mới xong rồi lên kế hoạch làm việc mới theo cái này chỉ tiêu mới thế là nó cứ trông chất mấy thứ thế là thôi bảo thôi đằng nào nó cũng chậm thì các bác bảo, để nó chậm hẳn Nên một độ một quý thì cho nó ổn định thì mình làm theo luật mới nó trơn trù gái là là bà con lại ngon ngay hiểu không ạ thì thời gian này là gần như các thị trường là cũng đều chững và hồ sơ mà đã không thông thì còn mua bán gì nữa hiểu không ạ và chúng ta cũng thấy dấu hiệu là hiện nay thì có vẻ ở Hà Nội thì còn đỡ chứ còn ở ở các tỉnh hiện nay Hà Nội và Hồ Chí Minh chủ yếu là có Hà Nội thôi nó còn đỡ chứ quý vị kể cả vào Hồ Chí Minh hiện nay chưa có nhiều giao dịch tôi chưa nói về tắc nghẽn hồ sơ nhưng mà chưa có nhiều giao dịch đúng không ạ nhá đó nào cái thứ tư nữa là nợ trái phiếu nợ trái phiếu và thế thì như này cái vấn đề về chúng ta đã có vào cái năm 22 ấy, thì khi mà nó rơi vào cái vấn đề về trái phiếu nó khủng hoảng là năm 2022 và sang 2023. Thế thì thời đó nó có cái nghị định 08, nghị định hay cái thông tư 08 ấy, nó gỡ rối cho cái vấn đề đó và nó cho giãn vào hoãn nợ thêm một thời gian. Thế nhưng mà khả năng là cuối năm này và sang năm thì cái chỗ hoãn và giãn đấy là phải xuống tiền thôi. Và hiện nay thì rất nhiều các đơn vị và tổ chức là đang không trả được nợ. Chúng ta cũng có những cái tín hiệu trả được nợ cũng bắt đầu tốt hơn. Nhưng mà toàn bộ cái số mà trái phiếu của 21, 22 và 23 vừa rồi mà được giãn được hoãn ấy là khả năng nó sẽ rơi sang 25. Hiểu không ạ? Nó sẽ rơi sang đó nên là cái vấn đề về việc trả nợ trái phiếu với các doanh nghiệp mà trong đấy thì khoảng 35% đến 40% là doanh nghiệp bất động sản. Mà quý vị cứ nhìn bây giờ Cả các tập đoàn và các ông lớn Không tiện nhắc tên Như kể cả một ông lớn nhất trong đầu ngành Thì vừa rồi bắt đầu cũng có tín hiệu Là chậm hai lô trái phiếu rồi Cũng đuối đấy Cũng đuối sức đấy, không khỏe đâu Nên là cái thời kỳ nó lên đỉnh Mình cứ bình tĩnh Nguyên tắc của nó đầu tư là mua khi châm lắng và bán khi sôi động Hiểu không ạ? Và nợ nần nó đang căng này, các ông lớn cũng căng đấy thế nên là sang năm thì để có thể nói về dự báo về nhận định ấy thì tôi đánh giá thứ nhất là từ giờ đến cuối năm ấy thì nó cũng sẽ không có chuyển biến nhiều tuy nhiên là cái thị trường về trung cư và nhà ở hà nội thì chắc là sẽ vẫn sôi động ấy tại vì anh em cò vạc rồi đội lái liếc là vẫn nhiệt tình lắm tại sao lại như thế bởi vì là hiện nay thì rất nhiều tỉnh bao gồm cả những cái thị trường rất là hot mang tính gọi là ven ấy như Quảng Ninh hay Hải Phòng thì nó cái tỷ lệ giao dịch các thứ nó cũng kém. Thành ra là dân Hà Nội nó không đi giải tiền ở các tỉnh nữa mà nó co về Hà Nội. Hiểu không ạ? Nó co về Hà Nội nên là bây giờ là nhiều anh tài là tụ họp rồi. Không như trước nữa chứ còn cách đây khoảng mấy tháng tôi chúng tôi lại làm một cái nghiên cứu thị trường lại ở thành phố Phan Thiết khoảng tháng 5 tháng 6. Tôi vào đấy, úi rồi nhìn những cái dãy điều mấy dãy cây kèo đó. Đúng không ạ? Dưới đấy bao xác nhà đầu tư Hà Nội nằm dưới gốc dưới đấy nhiều vô kể. Bạn ạ, nghe các anh đầu tư toàn trăm tỷ mới dân phố cổ kinh lắm. Có nhiều anh có đến vài trăm hecta đất trong đấy ở Phan Thiết. rồi cái thời kỳ nó sốt, bạn ạ, 28 29 rồi kinh khủng lắm. Và qua cái việc sốt đất ấy, tôi cũng đã từng nói là bạn đừng chỉ nhìn những cái mặt tiêu cực của sốt đất Đấy là nó khiến cho mọi người là không làm ăn rồi đổ số vào đất Bạn cũng phải nên nhìn một cái mặt tích cực của số đất Đấy là đang yên, đang lành, bà còn nông dân lại có tiền Ô, thế tự nhiên đang trồng kèo bao nhân này Tôi vào gặp đại gia Phan Thiết rồi mà Hai mấy năm, ba mươi năm trồng kèo mới chăn trâu cắt cỏ Giờ trong tay có trên ba mươi tỷ Gửi tiết kiệm là đủ sống làm làm gì Thế mày vào mà mặt anh bây giờ mà lại đi trồng kèo nữa à mà anh ấy mặt dạo này sáng, toàn đánh xe xuống Sài Gòn đi chơi cũng oanh tráng thế, mình có được đi chơi đâu, oanh tráng đấy bạn ạ, à. đấy nên là cái sốt đất ấy nó là lấy của người giàu chia cho người nghèo, nó cũng có cái hay của nó thế mình đừng có nhìn những cái mặt nó tiêu cực quá, đấy, tự nhiên bạn nông dân tít tình lẻ Lấy đâu bán cái mảnh đất bốn năm tỷ, bạn cuốc đất cả đời không được 400 triệu. Làm gì bán mảnh đất ấy, đang yên, đang lành Có cái mảnh đất mấy cái vườn Nó vào mùa tận 5 tỷ mới 6 tỷ Xong nó đẩy lên 7 tỷ mới 9 tỷ kệ nó Mà các anh trong phản thiết nhào nào Cũng có mấy chục hecta mấy, mấy trăm hecta rồi anh bán bớt Có 50 hect mà em nhà vẫn còn Trăm hect nữa lò cái gì Đơn nào sốt anh lại bán tiếp cũng giàu lắm bạn là bạn cứ lò hộ người ta sốt đất nó có cái hay của nó cứ nhìn tiêu cực ấy. đúng không ạ nhá và nếu như nhận định thì tôi nghĩ rằng là từ giờ đến cuối năm ấy thì các tỉnh thì cũng chưa có gì nhiều đâu. Đương nhiên là bạn phải nhìn ở cái con mắt của đầu tư ấy, nguyên tắc của đầu tư là mua khi trầm lắng và bán khi sôi động. Nếu thị trường sôi động bạn có thể đánh theo trường phái về đầu cơ. Nhưng nếu thị trường hơi trầm một chút bạn đánh theo trường phái tăng trưởng. Hiểu không ạ? Thì nó phải trầm lắng thì mua nó mới được rẻ. Các anh chị hiểu được đúng không ạ? Chứ còn nếu mà nó không châm lắng Tôi đố bạn mua được rẻ Hà Nội nếu không châm lắng giá chung cư Tiếp tục đùa nữa Tôi đố bạn mua mua được chung cư mà giá hợp lý Và giấc mơ mua nhà của, của, của phần đa Mà thế hệ trẻ người Việt sau này Đặc biệt khi về các thành phố là không có Lúc đấy không phải là ba không hay bốn không hay thế hệ năm thẳng đâu mà có khi nó sáu không chín không nữa thì thế hệ việt nam là tôi hỏng luôn nó cao quá và kinh tế nhật bản của bóng xì bất động sản nó tăng kinh quá nó từng tăng đến mức mà nguyên thành phố tokyo cái giá bất động sản của thành phố tokyo nó nó trị giá cao hơn năm thành phố lớn nhất của mỹ cộng lại bạn ạ à, thế xong bây giờ là nó tạo ra bạn ấy ở trên cái tổng quan bạn nhìn nhật bản tăng trưởng âm âm mà đến bây giờ nó vẫn như thế bạn bảo sao cái nước Nhật lạ nhỉ Ngân đấy nằm lãi suất vẫn âm Rồi không phần trăm Rồi vừa rồi mới lên một phần trăm Rồi GDP sao lại vẫn âm một chút như thế Bởi vì nó là chịu hậu quả Của cái việc thị trường nó tăng nóng như vậy Nó đẩy một cái giá nó ảo Mà nó tăng đều trong 20 năm nhé Chứ nó không tăng trong có 1-2 tháng đâu Nhưng sau đấy nó xì Hiểu không ạ? Bạn ạ, à, nên là bạn càng hiểu sâu so với bất động sản Bạn càng sợ bởi cái bức tranh nó lớn quá có thể mình lại là nạn nhân trong đó Giống như Warren Buffett ông ấy nói Khi thị trường đi xuống Thì ngay cả những cổ phiếu tốt cũng giảm giá cơ mà Hiểu không ạ? Và ngay khi thị trường mà sốt đất đi lên Thì cả những hàng không giá gì cũng tăng giá Đấy lại thế cơ Thế thì bạn mới hiểu nó, nó vô cùng là bất cập Đúng không ạ? Và chốt lại một vài cái nhận định cho bạn là tôi nghĩ rằng thị trường Hà Nội thì chắc là cái số đầu tư ngoài kia nhảy nhô nhảy nhào vẫn còn nhiều nên giá nó sẽ vẫn vẫn cò cựa đấy nhưng trong vòng khoảng 2 năm nữa nguồn cung từ nhà ở xã hội cho đến các dự án nó già lúc bấy nó lại rất hợp lý hiểu không ạ không có gì phải cố bon chen giờ này cả cái thứ hai nữa là khi nhìn về thị trường các tỉnh ấy, thì thời gian tới thì nó cũng chưa có nhiều đâu nhưng nó sẽ vẫn là thời điểm đẹp để các tay to người ta các những ông đầu tư bất động sản lão luyện ấy. các anh nhìn thấy đây là cái thời điểm tốt không tội gì mà đi gom dần đi vì chỉ còn 1 đến 2 năm nó sẽ kinh tế nó bứt phá lên là lúc đấy các bác ấy ăn to nằm nghe chờ đợi thì bạn mới hiểu người ta đầu tư bất động sản thì thứ đầu tiên phải quan tâm là vĩ mô vĩ mô kinh tế hiểu không ạ cao hơn vĩ mô thì xuống thị trường khu vực tức là nghiên cứu bức tranh của thị trường khu vực <laughs> trong cả một nền vĩ mô rộng lớn Nhưng cái yếu tố cục bộ của từng thị trường Nó cũng có những cái tác động riêng Để ý mỗi cục bộ cũng chết Để ý mỗi vĩ mô thì cũng chết Hiểu không? Thì ừ. sau đấy đến cái thứ ba Mới là đến các vấn đề trong kỹ năng mua bán và giao dịch Hiểu không ạ? Và ẩn chứa phía sau nó Là các chiến lược tài chính thông minh nó phải có chiến lược tài chính như chả lẽ đi đầu tư đơn giản là vay bố vợ tiền xong rồi vay ngân hàng xong rồi mua đất xong đội bán à sẽ nghĩ nó lại giản đơn như kiểu nông dân cày cuốc ngoài kia thế làm gì có chuyện đấy hiểu không ạ nhá và chúng ta cũng không thể tránh được khi mà bao giờ vậy ở bất cứ thị trường nào 90% các nhà đầu tư đều được gọi là gà vịt không kiến thức không kỹ năng không hiểu biết phô mô nhảy cảm xúc đúng ạ và cái cảm xúc của đám đồng ấy là thứ khó đoán nhưng các nguyên lý nó vẫn luôn đúng vì anh có thế thì đến một ngưỡng anh cũng phải xuống thôi hiểu không ạ nhá thì đó là cái nhận định chung của tôi về thị trường trong cuối năm và để nó có thể ấm và khởi sắc thì tôi nghĩ phải là từ giữa 2025 và bước sang đến 2026 thì đấy là thời kỳ khởi sắc nhưng lúc bấy khởi sắc là lúc bán ra chứ không phải mua vào hiểu không ạ Mua khi trầm lắng và bán thì sôi động mà Và đầu tư nếu như bạn đánh theo trường phái giá trị Thì bình quân nó là khoảng 2 năm Thì mua bán nó cũng nhẹ hơn Nhưng mà cách chúng tôi làm thì 2 năm nó vẫn ít đồi thì thôi Cái thời gian dài dài mình ở nhà mình làm việc khác Nó cũng đâu có áp lực mua bán chạy suốt ngày điệu điên mua mua bán 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 mua mua điên cuồng trong mua bán đó gà vịt người ta mới điên cuồng trong mua bán đảo điếc các thứ đúng không ạ đấu giá đất cứ ong hết cả đầu rồi hiểu không ạ tám mươi bỏ cọc hết rồi chỉ là làm hàng thôi thế là cứ phô mô vào thấy nó cọc xong cứ sợ là giá nó lại không lên đấy là nhảy vào tôi cứ cố thôi mua tranh thêm một tí cũng được. không ạ đấy thì chết vâng, thì đó là cái nhận định chung của tôi và rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.